Sau khi giật dây chuyền tên cướp móc dao dọa đâm người truy đuổi nhưng đã bị công an xã phối hợp cùng người dân khống chế bắt gọn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2019, một phụ nữ 57 tuổi ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đi xe đạp về tới trước cửa nhà, chuẩn bị dẫn xe qua đường nhựa vào nhà thì bất ngờ bị Ngô Trọng Nghĩa 24 tuổi ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang chạy xe máy đi ngang qua giật sợi dây chuyền khoảng 2,6 chỉ vàng 18 kara rồi tăng ga chạy thoát. Nạn nhân truy hô và trình báo cơ quan chức năng do có nhiều người dân bắt nên nghĩa Hoàng sợ té xuống kinh ven đường. Khi bị bao vây, nghĩa móc dao cố thủ ham dọa sẽ đâm nếu ai xông vào bắt, tiếp đó nghĩa bỏ chạy vào ruộng khoai lang cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 1 km thì bị người dân phối hợp công an xã Tân Lý Đông tóm gọn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ xe máy dùng để đi cướp giật của nghĩa, một con dao nhọn, một sợi dây chuyền màu vàng đã bị giật đứt, ba điện thoại di động các loại, một đồng hồ đeo tay, một thẻ ATM và nhiều vật dụng các liên quan khác. Hiện vụ việc đã được công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ.